À, các bạn ơi, ở đây chúng ta có nào phần A và bài bài một. Câu hỏi các bạn xong chưa? Cả lớp. Phần A bài một phần các bạn xong rồi đúng không? Thế là bài nào luôn? Để rồi Nào, bắt đầu bài số 1. Đề unit số 10 con ơi. Nào, exist là gì ạ? E. Decide là gì? E. Assess đúng không? Và explore là gì? E. Tiếp. Câu số 2 ạ. Enter âm gì? Âm sở. Out. Âm gì? Sở. Phải sao đây là gì? Tao biết được những cái mà thải ra ngoài ấy. Tao biết đấy các bạn Venture ăn chờ đúng không? Và strategy như vậy là tao làm gì ạ? À? Tìm tiếp nào. Sao chưa là tên các bạn có thể là Red Girl. Đây là đẹp Red Girl. Đây là mẹ vợ mày. Orion. Annual đúng không? Annual là hàng năm. Dạ. Đáp án là đáp án gì? Baby. Number four. D. Develop. Âm gì? R. Rapid. Âm gì? R. Robin. Âm gì? Câu hỏi chính không phải là trên đường của cô. Trên 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 ông ơi luôn đi ở. Chết. Hết rồi. Vì nó nằm ở đâu nhỉ? À, Robin, Robin, Develop, Develop, đọc như các bạn nhé. Như là sao đây? Chưa đọc xong thì nó sẽ kỹ. Tiếp nào, từ đầu tiên bắt đầu gì đi à? Cò, âm gì? O, cos, âm gì? O, shop, âm gì? R và journey. Âm ơ như là journey. Journey. Câu nào là journey. Tiếp nào. S gì nói em? Dễ quá rồi. Phật nổ đúng không? Ừ. Ờ, trong kiếm cây đúng không? S gì đúng chưa? Hey. Map. Exam. Và Jane. Tan bia. Được không? Tiếp nào. Number 7. À, từ tên là gì à? Đọc là gì? À, thế là âm gì à? Âm gì? À, chứ là đó. Đúng. Culture, âm hả? Chứ không nào là culture, đúng là á. Bạn phải giỏi rồi đấy. Culture là mà. Public là gì? À, sustain là gì? Ờ, butterfly là à, cái gì? Nice. Thì kia là bắt được là mình. Để bóc lịch đá tôi vật. Tiếp nào. Số 8 các con. Đáp án là gì ạ? À? Đáp án là Dép đi. Đúng chưa cả lớp? Chưa là đi. College. Các con người tính nó cũng là O. Được chưa? Horror thủ môn. O tiếp. Problem O tiếp. Ở đâu? Đi nào. Rồi. Và pollution là bạn đi con ruồi đi bay qua bên chúng ta không chờ chờ các hỏi qua cái chứng bài hơi tinh bài văn này chứ tôi cần cường độ viết trước là chắc là tự làm đừng có đùa với tôi. Nghĩa là cường độ nó đều 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 đi. Nghĩa là không ít gì. Trời ơi. Nào, government chữ A. Protection âm ơ. Consumption âm ơ. Đó đây. Tóm lại là tôi hơi cáo vào để làm gì.
như kéo dài. Relax. E này. Relax. Departure. E này. Dancing. Đầu tiên enjoy đúng không ạ? Surfing là một cái danh từ. Include là hai và đây là động từ là birthday promote. Đó là bạn baby. Số 2 này, traveler âm 1. Để chơi con resident, resident là chính gì? Chính nó âm 1. Breakfast âm mấy? À. Và specific có được không? Các bạn nghe gì? Chị nào số 2? Tôi đọc bằng nha. Tôi chết rồi. Ai dạy đi ạ? Ai dạy đi ạ? Welcome. Âm ơ. Welcome. Không có đâu bộ. Welcome. Đi ra nghe mày. Out. Draw. Đưa các anh từ này là quá giờ đánh cho quá đến với đâu từ này các anh để cuối cùng cái đọc tiếp từ tiếp rồi đi ạ đâu à cho ông mới đúng rồi thì o đọc là gì bài đúng không ạ tiếp tiếp chín cặp danh từ nhá thì bây giờ sang đến C out your out áo đỏ hay quá investor và từ gì tiếp tục trả lời né à từ này nó lại nó sẽ đọc là gì trả lời naturalist âm một à một tay vẹt chính nó industry âm một in visitor đó sẽ là a investor em nói em câu số 5 cơn à đúng cơn quên infrastructure âm một và accommodate với ATE âm ba chúng ta mới được ngược lại accommodate. Nghe đoán hả? Vâng. Infrastructure. Đây là con research. Ông số mấy à? Vâng. Damage. Ông số mấy à? Đúng rồi. Bởi vì là gì nhỉ? Damage. Finish. Được chưa? Finish. Offer. Ông ấy. Một. Ờ vẫn đồng ý. Lý. Đó sẽ là A. Tiếp con. Maintain tất cả những từ của cái AIN của ông rơi vào những từ đấy. Từ từ hết từ của học rất là lùi từ của học sinh là ngọn núi. Còn tất cả những học sinh tên, maintain cứ là tên. Hai. Ông. Wildlife. Và reason đó là anh có bán có ý gì cho ông dừng đi có quality quality disruption marketing là revenue revenue đừng nói tôi là đại lộ đại lộ là revenue nhé khoản tiền tổng của chúc quốc hội revenue bây giờ baby ai phải baby của quốc của nhà nước tiếp demand đây là sau nó demand expand e đọc y cho ông từ gì pen oh sure từ sure
pressure đây em nhá, tính từ và pressure âm một đó sẽ là bạn đi sai rồi. Okay. Thế nào các bạn, câu số 10 ít câu cái mệt mỏi, một cái từ mà nó là âm một âm quả trở âm một expect thì âm hai e ba tốt của mình là bạn sẽ là sang bạn bên nào. Chúng ta có invite to the party. Hello? Responsibility. Profit. Thuộc về địa phương. Awareness. Nhận thức. Mastery. Du lịch đại chúng. Nào ok tiếp. Em tiếp. Từ impact rồi. Hospitality. Thiếu khách. Impact rồi này. Được chưa? Hospitality. Và grab được không? Rất nhiều và chấm tới Canada và US vào mùa hè. Các bạn. Tourists. The people of your village. So the visitor. Wait. Những người ở trong làng của bạn thể hiện cho cái chiếc tờ tấm thị khách những cái gì rất là tuyệt vời, sự hiếu khách bắt buộc phải có không biết là rất là tuyệt vời, chắc là từ này là có tính tính đấy không, sự mẫn nhiệt à, sự nhiệt tình bắt buộc phải có người bảo vệ sự công nghiệp công ty ok các bạn là một cái gì rất là lớn. Ở đây chúng ta có một từ đó là matter, gravity, matter. Hello. Matter profit. Ô là power. Tất cả những tờ quảng cáo cũng được in bằng chất liệu máy in thế nào? Thân thiện với môi trường. Friendly. Đấy là cái đầu tiên. Ngon. The foreign investors ngoài cần phải trở lại cái gì ạ? À? Trên cái gì? À nhưng mà cần phải có tự ý đánh giá chứ không? Có thể đánh giá. Nó sẽ để hai cái còn những cái từ hai cái gì thì nó mới là tiếp cận đánh giá lại cái tầm ảnh hưởng của nó. Còn nó sẽ chỉ không phải đâu. Sau này đã chọn chọn gì? Chúng tôi phải understand, phải hiểu được rằng có rất nhiều như vậy có việc bảo vệ môi trường đó là trách nhiệm của mọi người. Responsible đi là gì? Hầu như tất cả cái gì đi ăn gì nó là những cái nhỏ nhưng mà điều chúng ta làm cái gì cái gì để chúng ta làm cái gì nên nó không thể nào làm được. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Không thể làm như vậy được. Một vài khu vực như nào sẽ cải thiện về sự quản lý của hình kinh tế một địa phương của lô của em cái gì mà môi trường đã tăng năm gần đây nhờ công tiện giao tiếp Điện tử. à chúng ta nói không đâu là cái hành động của việc tới thăm những cái điểm đến để giải trí với số lượng lớn người chúng ta đã sử dụng và buồn buồn nhiều mày nhất em mà muốn mua gì còn gì nữa mẹ này không được đâu mày kệ mày to mày chết rồi. Nào, câu số 2 cả lớp nhớ chứ Mèo. Mèo hay không? On the ferry. Ai đứng đứng vâng.
là on đúng không ạ? Tức là gì đấy con đang đấy đang tìm kiếm và để lên là đăng bài cho gì đã đấy ra tín hiệu. Câu tiếp theo này, tất cả những cái gỗ được sử dụng trong phân loại đồ nội thất nó đều sẽ có một cái chứng nhận để nói rằng nó như thế nào, cái rừng hồ là ổn định bền vững, nó có tác dụng cái cánh rừng đúng không ạ, mà thì nó không phải là cam phong. Rồi thử chữa cho con. Rồi tí nó không. Câu 3. Thì in sách dài không ạ? Mấy chục tuổi. Nào, những con côn trùng này tự bản thân chúng thích nghi với môi trường như nào? Ở đây ở đây phải dùng chung nhá, ở đây chứ chỉ ở trên đất học cái thử cái phần ấy. Hiểu. Rồi. Vâng à, biết ạ. Rồi dạ. Con gái thôi. Con gái thôi. Tiền. Không để các bạn đi xem ra nên phải đi xem được. Thực tế đi có thể là thế nào? Cổ tôi có không muốn mắc trẻ con được bắt trẻ thì tin tức người hóng tin gì mà con tôi nó suốt ngày rồi cùng tôi nữa mệt mỏi tâm lý. Đấy. Cái chưa lấy chồng tiền tôi nói lúc đi ra đấy tôi mấy em đấy công độ nha. Nào câu thứ ba, câu thứ ba có một cái về ảnh hưởng của việc sử dụng nhân tính nhân tính này không? Sử dụng nó thì vẽ. Từ từ học rồi. Ở đây các bạn nào giáo dục về cái gì? Các bạn game nào cố gắng để lựa chọn các sản phẩm cái nào không gây ảnh hưởng đến sự đu ham là gây ảnh hưởng đấy, cái này các bạn trong cấu trúc học ở đây chúng ta có công thức là đu ham chứ còn giờ lúc nào nhất có ít nhất đu ham chứ tối về thế mà khi khi mà bé các bác sĩ thì thường giảm cái gì potential là những cái nguy cơ về vấn đề sức khỏe potential tiềm năng về cái gì cho cái gì potential chú ý là phần này là anh em nhá.
này là sai thôi. Profile này, profile mình có cái giới thiệu của bạn gì không? Profile giới thiệu Bọn này thì cung cấp cho ai cái gì, cung cấp cái gì, đấy là các cái gì cho họ mình profile thông tin profile top những cái cuộc nói chuyện đang cố gắng để nâng cao nhận thức về sự tôn trọng và lại cái môi trường tự nhiên biết được cái đó là cụm từ raise awareness từ đó raise awareness nâng cao nhận thức thông tin nào anh ấy đưa cho chúng tôi một vài thông tin về giúp tôi tâm sự và giúp tôi tâm sự Chúng ta sẽ bài thứ ba. Tất cả các khách đều có một cái window seat. Cả lớp tất cả các đều có một cái chỗ ngồi ở cạnh cửa để cửa sổ như thế nào, chúng ta biết như thế nào để mà họ có thể ngắm được cái nhà ở cái qua lại cái thế giới kia. Chúng ta có từ on the video safari đó, tức là cái chiếc xe buýt mà đi đâu cả lớp đi đâu đi qua đi gọi là đi tìm nghe một người nữa. Tiếp này thấy con là biết rồi. Câu số 2 tòa nhà là... à tôi xin lỗi, việc xây dựng của con đập, xem là con đập từ này, đây là con đập từ này là đồng nghĩa rồi không có các đập đúng như cái từ từ đây kia là quy nhau từ này chính là con đập, con đập nước nhá. Việc xây dựng các con đập nước ở trên sông có thể gây ra một cái thảm họa thuộc về một rất tinh hồ chúng ta là ổn định bền vững phải chắc chúng ta để rồi vâng đẹp đến mức ngỡ ngàng đúng không ạ, đẹp lạ thường được đi đi thì các bạn cũng cầu là thuộc về cái giá nó lúc nào được rồi câu thứ hai này à that reason cái khu vực này người ta đang cố gắng để launch phát động rất là nhiều chiến dịch để thúc đẩy cái ở đây chúng ta có ăn Tết, ăn Tết ở đây chúng ta làm bất chấp nào làm bất chấp tính từ nó cũng là chắn này tính từ lại chắn này thì câu friendly là thân thiện với còn chưa được essential quan trọng biết vậy cái mùa cái này ta đi cả lớp nhỏ cố gắng để ta phát động những cái chiến dịch để có thể thúc đẩy cái du lịch không ai nói là du lịch du lịch của mình tăng sinh qua là mày giỏi cái việc mà săn bắn thì cái là một vấn đề thì nó có thể đây là một xếp trở nên mất được cụ từ luôn nha, làm mất đi sự cân bằng giữa những cái người săn cũng như là vây đến những con mồi ở sau đấy nha, nó quên mất ngủ nơi đấy rồi đó. Không tiếp nha, lên nào, trong giờ câu số 5 tôi có nghĩ rằng ở đây hành tinh của chúng ta có thể như thế nào 10 tỷ người không? Entertainment của chúng ta là vì giải trí, display trưng bày là vì là thể sustain chính là chứa đựng bền vững là cái cung cấp dinh dưỡng và đích xa thả ra
Đáp án C, sữa chua. Now, the attraction of là cái việc thu hút của cái gì phụ thuộc rất nhiều vào sự nóng của những cái đó là sự thu hút của cái gì scenery là cảnh đẹp là phong cảnh eco tourism của chúng ta thì sẽ được bạn. Cái sự thu hút của scenery đây là phong cảnh, ecotourism đây của chúng ta có nghĩa là thuộc về sinh thái, à quên, du lịch sinh thái. Reserve là khu bảo tồn, các bạn ơi. Và expedition là chính là những cái cuộc gì mà trinh thám và viễn chinh. Thế thì là sự hấp dẫn của cái gì thì nó tùy thuộc vào cái sự gì à, háo của cái việc mà sáng cảnh và hấp dẫn của ecotourism, của du lịch sinh thái. Chẳng nghĩa là gì? Sự hấp dẫn của phong cảnh nó phụ thuộc vào sự háo hức của phong cảnh nào. Số 7 này, chúng ta có thể có lớp nhớ từ Set Fire thì không ạ? À. À, của công quan truy tìm excursion excursion chuyến gì chúng cũng là chuyến tham quan đúng không ạ? Tiếp respect quan trọng chúng ta cần một dòng từ là chúng ta có thể như thế nào cuộc sở thế giới hoang dã bằng cách là xem chúng từ khoảng cách xa đúng rồi cái gì như là đặc từ mà đáp án gì sai đó đi ở chưa làm bài thắng lợi đó ra rồi. respect Đây là một tín đồ. thế là anh làm bài hay không sai hết rồi nghe Đâu, không có chúng ta nên take care, chúng ta nên chăm sóc để mà không gây hại tới môi trường trong cái gì ạ? À? Chúng ta có từ biosphere reserve, đây là những cái gì nhỉ? À, khu gì cả lớp nhỉ? Khu sinh quyển, Toby của chúng ta đó chính là gì? Chúng ta nên quan tâm chăm sóc để mà không gây hại tới môi trường trong những cái khu vực bảo tồn đó là gì? Rồi ok, câu tiếp theo của chúng ta mua cái căn trải. Ở một căn trải thì du khách bây giờ có nhiều cơ hội để có thể biết đến cuộc sống hàng ngày của những người dân, cho dù là họ ở trong khách sạn hay là khu nghỉ dưỡng hoặc là ở đâu, đến xa homestay, nhà trọ. Thế còn tour guide của chúng ta thì là gì với cả lớp hướng dẫn viên du lịch tới khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long Cỏ Ninh Bình thì bạn có thể thưởng thức cái gì rất là sâu ở trong một cái thiên đường rất là tươi đẹp, paradise, một thiên đường relaxation, đây là sự gì ạ? Sự thư giãn, ecosystem là hệ sinh thái, respect là tôn trọng và impact là ảnh hưởng. Câu số 10 đó sẽ là làm gì đấy? Đây, bạn có thể enjoy the deep relaxation, tức là một sự giải trí, một việc xả stress, tức là việc sâu đúng không? Nếu đó là cậu thì là cậu điều kiện là mấy đây các bạn ơi? Năm hai, đó sẽ là một đấy à? Đó sẽ là gì à? Baby, vì ơi. Câu tiếp theo ạ. À. À. Câu số 12, câu được kiểu lại một. Nếu bạn cố gắng là bạn sẽ là đây. Câu 13, nếu như mà công nghệ hiện đại 3 chấm tồn tại, chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái thông tin quý giá như thế này. Nếu như công nghệ thông tin không tồn tại, đây là câu điều kiện loại 2. Vì tôi úp cái rồi, đúng không ạ? Thì là đây. Bạn sẽ bị ốm bên kia, bạn không ngừng làm việc, vậy cái này là hai cái điều rất là hợp lý đúng không? Hợp lý thì dùng gì? If là hợp lý thì dùng
Tương phản là dùng ăn lét chứ. Nhà mày thi mới mày nổi mấy tiếng Anh đấy hả? Năm là ổn, Năm là ổn à? Yes, câu được là ai? If I were you, I would have. Bà sẽ làm gì đi ạ? Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ gọi điện với chúng tôi đi. Tôi sẽ hát. Tôi sẽ gọi điện. À ừ, chúng tôi bà gì nhỉ? Bà ừ, mà nó không có lý này. Câu 16. Út, đây của chúng ta là loại 2 đúng không ạ? Nhưng mà câu này sẽ là C. C. Nếu như trời có nắng vào ngày mai, chúng tôi sẽ đi. Câu này sẽ là câu được gọi là một đáp án đi. Mấy câu này dễ như cắm lợn rồi. Đấy không? Như này tất cả Cái sâu diễn này bây giờ là có sẵn rồi. Nếu như tất cả đứa trẻ tất cả độ tuổi này mà chẳng thích nó thì nó sẽ tham gia được. Đây là một đáp án đây. Nào, nếu bạn đến Bắc Phuket của Lào thì cái hang động của Lào đấy thì bạn sẽ nhìn thế nào? Tôi được cái một bạn đi, bạn sẽ nhìn thấy hàng ngàn những hình ảnh về tượng Phật đúng không ạ? Thế nào? Local people, người dân địa phương ở đây không thể nào nhìn thấy những cái lợi ích của gì ạ? Ecotourism, tức là du lịch sinh thái ở trong khu vực này. Nếu như là du lịch sinh thái cải thiện được cuộc sống của họ bằng cách tạo ra cơ hội việc làm thì nó sẽ đóng một cái vai trò chủ động hơn trong các cuộc và gì nhỉ? À, bảo tồn. Ở đây các bạn thấy được play là câu điều kiện loại 2 là C. Nếu như du khách dành toàn bộ kỳ nghỉ ở Hawaii, ở đây chúng ta có được cái một đúng không? Thì họ sẽ tham gia một cái gì? Đánh đi. Để biết nó sai hay không? Số 22, từ view là tương lai đây hiện tại là sẽ là C. Thì thời tiết là anh được không đếm được. Sao chả đến nào trả lời thế? Nó đều mỗi cái hương nó nói là còn đâu tịt hết. Câu số 23, nếu tôm có ở đây, anh ấy sẽ có thể đưa chúng ta lời khuyên. Thứ nhất, câu D trả lời cái thể loại gì? Câu A là câu điều kiện hỗn hợp, câu này không, các bạn chưa học rồi. Thế là không có chặng đường thời gian gì cả, nên không hỗn hợp được. Nên là sao đang đi, câu điều kiện đại hạn. Đối với những trường hợp câu điều kiện mà có cả hai vế như này thì các bạn nhìn đáp án nhá. Câu điều kiện là một là hiện tại tương lai, câu điều kiện là hai là quá khứ quá khứ ạ. Số 24 hiện tại với sau là tương lai, đoán đi. Số 25 hát là quá khứ ạ, đằng sau là gì nhỉ? Put. Số 26 will là tương lai, đến hiện tại đáp án sẽ là A. 27 put đây là câu điều kiện lại hai, đáp án sẽ là C hoặc là A. Thì chúng ta nói bác sĩ nói rằng nếu như bệnh nhân không ngừng hút thuốc anh ấy sẽ bị cúm nghiêm trọng, cảm ơn ơi nên đừng stop cái dịch nha. Crazy nói rằng nếu như cô ấy là tôi được cái loại hai lên đi. Số 29 từ cô là hiện tại với tương lai, đáp án C. 30 từ quen là quá khứ là quá khứ đáp án A. Quá dễ luôn. Đây có cần là uống nước đi vệ sinh rồi thì uống nước vệ sinh thì hơi ông bị sao đấy ạ? Có này closes the book, có ở the book nghĩa là gì? Em nay chị book đặt vé đúng không? Đặt book là đặt, cancel là hủy, register cũng là đăng ký là đặt. Nghe thấy chưa? Vâng, reject là từ chối. Reject là từ chối và dismiss là sa thải. Tôi cũng không muốn nghe cái nói chuyện đâu nha. Đàn đi ạ. Tiếp. Cái lễ hội Nhạc Pop đã việc pass off peacefully đã trôi qua một cách rất là yên bình và bất chấp cái nỗi sợ hãi của những cư dân thì sẽ là local residents citizens immigrants là dân nhập cư. Quân này quân Đây rồi. Chết rồi. Mà cô cái quạt này đi. Gì Foreigner đây của chúng ta là gì đấy à? Là người nước ngoài. Alien đây là người ngoài hành tinh. Nó sẽ làm đi. Người nước ngoài á? Câu B với người nước ngoài chứ. Sao người ngoài hành tinh? Sao người ngoài hành tinh mà có cái từ này quá quen rồi. Tôi chết rồi. Mày dịch từ điển dở mà. Thế gì đấy? Không à, đó phải là offers à.
Rồi ok, câu tiếp theo này. Sites ở đây là được ghi nhận. Tây Ban Nha được ghi nhận là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất. Vô tự là cái vô được ở Sài Gòn được ủng hộ. Trust, tin tưởng. Trust là được nói, được ghi nhận. Là sao mà xin? Mới là tin này. The tour, cái chuyến du lịch này nó bị bỏ quên, bị bỏ rơi bởi vì là bị bỏ đi ạ, bởi vì thời tiết cực đoan. Cái bus này của chúng ta có những là cái là nó gọi là tương phản nhé, cái này thời tiết nó không tốt cho du lịch. Bus qua là chỉ hoãn, tại đây là bỏ hẳn đi nhá, drop đây là bỏ đi, drop có nghĩa là rơi đúng không, drop này có nghĩa là giảm đúng không, chuyên là thay đổi và điều này cũng là chỉ hoãn. Đó thế là baby. Câu số 5. Economist là những nhà kinh tế học, người ta tiên đoán rằng giá của nhà sẽ remain static. Đó là static ở đây chúng ta không thay đổi. Yes. Unchanged là vào đây. Không thay đổi. Unstable không ổn định. Flexible đây là linh hoạt. Số 5. Khách sạn này luôn luôn raise tăng giá, kéo giá lên vào giờ cao điểm và vào mùa cao điểm. Hai season là mùa cao điểm. Tăng thì người biết nó sẽ là gì? Giảm. Và nó sẽ là dead đi. Băng. Ở đây là gì? Đột ngột. Nó đấm nhiều như là băng. Băng in two đi ạ. Increase là tăng, boost cũng là tăng. Và decrease là giảm. Cái quyết định là postpone, tức là trì hoãn cái chuyến du lịch này cho đến tận ngày hôm sau. Trì hoãn thì ngược nghĩa với nó sẽ là tiếp tục. Đáp án C. Cancel là hủy. Suspend là chờ đợi. Continue là tiếp tục. Và delay là trì hoãn. Đó sẽ là continue. Rồi ok, tiếp. Câu tiếp theo này. Giá của khách sạn ở trong nhiều cái thành phố này đang rất là cao, nhưng mà nó không. Cả lớp ơi, chúng ta có từ prohibit. Bình thường thì từ prohibit của chúng ta là cấm, nhưng ở đây mình không dịch là cấm mà là gì ạ? Đắt đỏ. Nó không quá đắt đỏ. Prohibit là đắt nhá. Mình có đáp án đây, reasonable là hợp lý. Cheap là rẻ. Expensive là đắt đỏ. Và hai là cao. Đáp án sẽ là vâng, là bịt. Rất là thú vị khi mình nhìn thấy các con voi ở trong những cái môi trường tự nhiên. Ở đây chúng ta có natural là tự nhiên. Tự nhiên thì em nó sẽ là man, man-made nhân tạo. Normal là bình thường. Native là thuộc về bản địa đúng không ạ? Scientific của chúng ta là thuộc về khoa học. Đáp án sẽ là A. Họ encounter. Encounter chúng ta là phải đối mặt. Cái serious problem, vấn đề rất là nghiêm trọng. Khi mà hai thành viên của cái nhà, ở cái đội này, đó, đội của trinh thám này lại bị thương. Serious là nghiêm trọng. Serious cũng Difficult là khó. Dangerous cũng là nguy hiểm. Và đáp án D, unimportant. Không quan trọng. Số 6 này đây là biến dạng đúng của từ. Toàn bộ cái kỳ nghỉ này thì nó thực sự rất là sau to be ạ. Chúng ta cần từ loại là một tính từ. Và tính từ từ enjoy là enjoy able. Thêm với able. Enjoyable. Tức là cực kỳ làm sao nhỉ? Thú gì? Thú vị. Câu số 2. Đứng đầu câu mình cần từ loại là một danh từ. Ai là cái người mà đã tạo ra những cái campfire, là những cái đám lửa trại để xua đuổi những cái loài thú dữ? Ở đây chúng ta có từ hát đây là số nhiều, và chúng ta cần một danh từ số nhiều, và cái người đốt lửa trại là con người. Như vậy sẽ là explorer thêm đuôi r vào cho cô. Messi nữa. Explorers thêm messi. Tourism.
là ngành du lịch, là một ngành gì đấy công nghiệp không khói đang được phát triển ở Việt Nam. Chúng ta cần từ loại là một tính từ industry, là danh từ không khói, là smokeless. Smokeless là nó không sản xuất cái gì cả đúng không ạ? Cái sản phẩm của nó là những cái là vô gì, vô hình đúng không? Được chưa? Smokeless. Công ty này đưa ra một cái sự combination, sự kết hợp appealing là rất hấp dẫn của những cái sự kiện mang tính chất thể thao và văn hóa. Sporting của chúng ta là tính từ về thể thao rồi, vậy tính từ chúng ta sẽ là car cultural đúng không ạ? Cultural đuôi al. Sao các bạn cứ nói chuyện đi nhỉ? Câu 5 này, edition đây là biên tập. Sự biên tập như thế nào của tờ báo này bao gồm rất nhiều cái thông tin cụ thể khu vực. Cả lớp vậy, edition của chúng ta là danh từ. Vậy trước danh từ chúng ta cần từ loại là một tính. Tính từ reason là gì? Regional thêm đuôi al đúng không ạ? Regional. Cái việc mà biên tập đúng không ạ? Theo vùng miền. Số 6 ạ. Cậu sẽ phải pay for the packaging. Cậu phải trả tiền cho những cái bao bì sản phẩm. Ba chấm. Cái gì nhỉ? Coast. Đây là những cái gọi là đường, cái thuế về của gì nhỉ? Thuế về đường bờ biển này, thuế về airport, là thuế của sân bay. Thế trong việc vận chuyển đấy. Thì mình có từ packaging, nó đang là danh từ. Thì nó là đuôi in, thì cái kia phải là gì á? Transporting cost. Việc vận chuyển. Câu số 7. Thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy là từ camper, tức là những người đi cắm trại. Và như thế nào? Người ta báo cáo rằng rất là nhiều tên trộm những cái túi và những cái hành lý. Ở đây chúng ta có camper, đây là danh từ chỉ người. Vậy điều đó có nghĩa là đằng sau cũng là danh từ chỉ gì? Chỉ người. Backpacker, tức là những người mà đi du lịch tự túc đúng không ạ? Nhưng các bạn thêm đuôi gì nhỉ? SC. Vì đằng trước SC nhá. Backpackers. Du lịch tự túc ạ. Tiếp. Chúng ta dành rất là nhiều cái dịp cuối tuần và kỳ nghỉ ở trong một cái bầu, một cái area, một cái khu vực như thế nào, rất là phấn khởi ở Nepal. Ở đây chúng ta có area, chúng ta là danh từ khu vực, thì chúng ta cần từ loại là một gì ạ? Một tính từ. Và cái khu vực để chúng ta đi bộ ấy, đó là trekking. Trekking gấp đôi chữ K và thêm đuôi nhá, cái này các bạn học ở trong sách giáo khoa rồi đấy ạ. Trekking. Advertising campaign, cái chiến dịch quảng cáo này nó chứng tỏ nó rất như thế nào, và toàn bộ khách sạn này nó là most reservation, tức là những cái gọi là gì đấy cả lớp, cái nơi mà giữ gìn bảo tồn nhiều hơn đúng không, từ trước cái này. Thì đây của chúng ta có từ proof chứng minh là, thì các bạn nhớ nhá, proof cộng tính từ, rõ ràng nó là động từ như này cộng với tính từ nhá, chứng minh rằng nó mang lại lợi nhuận. Rồi, được chưa các bạn ơi? Ở con này chúng ta dùng là gì để các lớp? Profitable. Ultimate goal, cái mục tiêu cuối cùng của du lịch như nào? Đó là giảm thiểu ảnh hưởng của những du lịch trên cái công tác địa phương và môi trường. Chúng ta có two reason là danh từ, cho nên trước nó sẽ phải là việc tính từ sustainable. Bài số 7 ạ. Bài số 7, nhắm mắt phát làm được luôn. Câu số 7 này, câu điều kiện loại 1. Hiện gì đấy ạ? Các bạn có ít thì đi viết tại đơn. Đáp án là aren't. Câu số 2. Có từ broke down là quá khứ. Loại 2, would. Câu số 3 có từ will, tương lai đến hiện tại. Text. 14. Would. Câu điều kiện loại 2, were. Số 5, tương lai đến hiện tại. Phải. Số 6, have là quá khứ. Đi với cái gì đấy ạ? Would. Quá khứ. Số 7, will tương lai đi với hiện tại, forget. Tiếp, số 8, would quá khứ đi với quá khứ, can. Số 9, finish hiện tại đi với gì ạ? Can go. Số 10, về đằng sau tương lai đi với hiện tại, pay. Tiếp, bài số 8 luôn. Mấy bài dễ dễ làm nốt luôn đấy ạ. Bài 8 này, câu 1, câu được kiểu lại 1, có từ tomorrow. Rain stay messy ạ. Và vì sao là gì cả lớp? Want to go. Câu số 2 ạ. Câu số 2 các bạn dùng gì? Nếu như mà trời gì nhỉ? Trời có mưa, if gì?
It is a nice day. Nếu mà trời là một ngày đẹp, I will. Câu điều kiện lại một đúng không? Đây là câu điều kiện của will hết. I will have. Tôi sẽ ăn trưa trong công viên. Tiếp. Số 3. If you go. Và bên sau là I will go. Số 4 người ta đảo vế rồi đúng không ạ? Vậy if ở đằng sau. Cho nên đằng trước sẽ là gì? Will miss. Và về sau sẽ là doesn't live. Số 5 ạ. Chúng ta có gì nhỉ? See và gì? Will tell. Số 6 với if người ta đảo ở đằng sau rồi ạ. Trên đằng trước sẽ là gì? Will be. Và đằng sau sẽ là gì? Don't hurry. Số 7 mình có từ tomorrow với trước sẽ là doesn't rain hiện tại. Và về sau sẽ là will go. Tiếp. Câu số 8 ạ. À. Chúng ta có if đằng sau đúng không? Và đằng trước sẽ là will be. Đằng sau sẽ là gì ạ? À? Live. Chúng ta sẽ làm nốt bài số 9 rồi các bạn nghỉ nha. Bài số 9 ạ. À. Dễ quá rồi ạ. À. Vấn đề thôi. Câu đầu tiên sẽ là gì? Are. Will are. Bởi vì đây là câu điều kiện loại 1. Số 2, út đằng sau loại 2 đúng không? Were. Số 3, will là tương lai đến với hiện tại. Is. Số 4 nào, were là quá khứ đi với quá khứ sẽ là gì? Good. Good study. Số 5, út cộng động từ là quá khứ. Đáp án đằng sau quá khứ sẽ là disappeared. Đi đi nhé. Số 6, see là hiện tại, đi với tương lai là will tell. Số 7, were là quá khứ, đi với quá khứ là gì? Would by. Số 8, từ as là hiện tại. Và các bạn nhớ câu này sẽ là gì ạ? À? Would you have? Hiện tại là will you have, nói nhầm. Câu 9, would là quá khứ ạ, à. Đằng trước sẽ là gì? À, have to. 11 ạ. À. Nếu tôi như thế nào ạ? I go out đúng không ạ? Câu điều kiện loại 1. 11. Điều kiện loại 2 út tài. 12 ạ. No trở thành gì? New. 13. Út gì? Út look vì có từ safe là quá khứ safe đây là cạo cạo râu ấy. Nếu bạn cạo râu thường xuyên bạn nhìn thấy trông đẹp hơn đấy. Câu 14. Vâng, câu này sẽ là gì? Play giữ nguyên đúng không? Bởi vì sao là từ út à, playing. Plain, đi đi, quá khứ ạ. Câu 15 ạ. À. Quá khứ thì đi quá khứ sẽ là gì? Wouldn't make ạ. À, có đứa rất thèm về.